Giới chức Lebanon cho hay cuộc tấn công của Israel hôm 23 tháng 9 khiến ít nhất 492 người thiệt mạng và khiến nhiều người ô ạt bỏ chạy lánh nạn trong ngày chết chóc nhất ở nước này trong nhiều thập niên. Sau một số cuộc tập kích xuyên biên giới dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10, Israel đã cảnh báo người dân ở Lebanon sơ tán khỏi những khu vực mà họ cho là nơi lực lượng Hezbollah cất giữ vũ khí, theo Reuters. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi tuyên bố trong một đoạn phim ngắn tới người dân Lebanon. Ông cáo buộc cuộc chiến của Israel không phải với các bạn mà là với Hezbollah. Trong thời gian quá dài, Hezbollah đã sử dụng các bạn làm lá chắn sống. Các gia đình từ miền Nam Lebanon chất đầy đồ đạc và người lên xe ô tô, xe tải để sơ tán. Các xa lộ phía bắc bị kẹt cứng. Một người dân chia sẻ rằng mọi người không biết phải đi đâu nên chỉ muốn đến Beirut. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công Hezbollah ở phía nam, phía đông và phía bắc Lebanon, bao gồm các bệ phóng, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng khủng bố. Không quân Israel đã tấn công khoảng 1.600 mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Lebanon và thung lũng BKA, họ cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết vào ngày 23 tháng 9 đánh dấu đỉnh cao đáng kể trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm. Ông phát biểu ám chỉ lực lượng phòng vệ Israel, vào ngày này chúng tôi đã phá hủy hàng chục ngàn quả tên lửa và đạn dược chính xác, những gì Hezbollah đã xây dựng trong suốt 20 năm kể từ chiến tranh Libanon lần thứ hai thực tế đang bị IDF phá hủy. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 492 người đã thiệt mạng, bao gồm 35 trẻ em, bên cạnh 1.645 người bị thương. Một quan chức Libanon cho biết đây là số người chết hàng ngày cao nhất ở nước này do bạo lực kể từ cuộc nội chiến năm 1975 1990. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không ủng hộ việc leo thang căng thẳng xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah. Mỹ sẽ thảo luận những ý tưởng cụ thể với các đồng minh và đối tác để ngăn chặn cuộc chiến lan rộng. Các quan chức Israel nói sự gia tăng các cuộc không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon gần đây là nhằm buộc Hezbollah phải đồng ý với một giải pháp ngoại giao. Một quan chức Mỹ phản bác lập trường của Israel khi nói rằng chính quyền của Tổng thống Biden tập trung vào việc giảm căng thẳng và phá vỡ chu kỳ tấn công phản công. Quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu Josep Borrell cho rằng sự leo thang giữa Israel và Hezbollah gần như là một cuộc chiến toàn diện, khiến tình hình cực kỳ nguy hiểm và đáng lo ngại. Ông cho biết những nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng vẫn đang được tiến hành, nhưng nỗi lo sợ tồi tệ nhất của châu Âu về chiến sự lan rộng đang trở thành hiện thực. Theo ông, dân thường đang phải trả giá đắt và mọi nỗ lực ngoại giao đều cần thiết để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện. Lầu Nam Góc vào ngày 23 tháng 9 cho hay Mỹ đang điều thêm một nhóm nhỏ binh sĩ đến Trung Đông do tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Theo ông Patrick Rieder, người phát ngôn Lầu Nam Góc, vì lý do thận trọng, chúng tôi sẽ cử thêm một số lượng nhỏ quân nhân Mỹ đến để tăng cường lực lượng hiện đang có mặt trong khu vực. Cuộc không kích vào ngày 23 tháng 9 được coi là cuộc tấn công lớn nhất của Israel tại Lebanon kể từ năm 2006. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah tại Lebanon đã khiến ít nhất 356 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương vào thứ Hai, ngày 23 tháng 9, theo Bộ Y tế Lebanon. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu liên quan đến Hezbollah, chủ yếu ở miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa. Các con đường chính dẫn đến thủ đô Beirut đã bị kẹt cứng do lượng người di tản hy vọng tìm nơi ẩn náu tại thủ đô theo lời của các nhân chứng. Khi các máy bay chiến đấu Israel bay qua bầu trời Libanon, Hezbollah đã phóng một loạt tên lửa vào Israel. Còi báo động không kích liên tục vang lên khi khoảng 165 tên lửa và đạn pháo bay vào lãnh thổ Israel. Phần lớn các cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel chặn lại và hiện chưa có báo cáo nào về số lượng thương vong của dân thường. Hezbollah đã bắn tên lửa vào máy bay không người lái vào Israel từ tháng 10 năm 2023 để ủng hộ đồng minh Hamas, khiến Israel có hành động đáp trả. Tuy nhiên, Israel đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào Hezbollah trong tuần qua, khiến nhiều người lo ngại rằng cuộc xung đột hiện tại có thể lao thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã nói với công chúng Israel rằng họ nên chuẩn bị cho những ngày phức tạp. Các quan chức Libanon cho biết phụ nữ và trẻ em cũng là nạn nhân của các cuộc không kích của Israel vào thứ Hai ngày 23 tháng 9. Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số này là thành viên của Hezbollah. Tối ngày 23 tháng 9, Israel đã tiến hành một cuộc không kích tại Beirut nhằm ám sát Ali Karaki, một trong những thành viên lãnh đạo cao cấp của Hezbollah. Trong những tháng qua, Israel đã ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Vào ngày 20 tháng 9, không quân Israel đã giết chết Ibrahim Aquin, một lãnh đạo kỳ cựu, cùng với một số chỉ huy cấp cao khác của lực lượng biệt kích tinh nhuệ của nhóm này trong một vụ ném bom vào một tòa nhà dân cư ở Beirut, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tiếp tục thực hiện loạt cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở Liban, trên thực tế đã làm tê liệt các hoạt động của nhóm vũ trang người Sitte này. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng hầu hết ban lãnh đạo của Hezbollah đã bị loại bỏ, thiệt mạng hoặc bị thương nặng, gây nghi ngờ về khả năng tiếp tục quản lý hiệu quả lực lượng còn lại của tổ chức này. Đã có những nhận xét trên các phương tiện truyền thông về việc Hezbollah thực tế đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng, bởi vì đội ngũ chỉ huy và các cơ sở quân sự quan trọng của lực lượng này đã bị phá hủy do những cuộc tấn công liên tục của không quân và tình báo Israel. Bất chấp thực tế là Hezbollah vẫn có khoảng 89.000 binh sĩ và 3.500 tên lửa trong tay, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Israel làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của tổ chức. Khoảng 70% số bệ phóng tên lửa đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động phòng thủ và tấn công của nhóm đã bị phá hủy. Điều này làm suy yếu nghiêm trọng hỏa lực và khả năng trả đũa nhằm vào lãnh thổ Israel của Hezbollah. Hiện tại, Tehran đang cảnh giác theo dõi những gì xảy ra bởi Hezbollah từ lâu đã là lực lượng ủy nhiệm chính của họ trong khu vực. Iran đang phải chịu áp lực rất lớn bởi các sự kiện phát triển nhanh đến mức, theo giới phân tích, tổ chức này sẽ đối mặt với tình trạng thiếu tài chính và nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến chỉ sau 7 đến 10 ngày nữa. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn bởi thực tế là hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Tehran sẵn sàng can thiệp ngay lập tức và cung cấp hỗ trợ quân sự tích cực cho đồng minh chủ chốt của mình. Trong khi đó, Israel lại đang gia tăng cường độ hoạt động. Chỉ 24 giờ qua, lực lượng không quân và pháo binh Israel đã thực hiện gần 300 cuộc tấn công vào các kho quân sự, sở chỉ huy và căn cứ tên lửa của Hezbollah. Nhiều chuyên gia ước tính rằng giao tranh có thể dẫn đến những thay đổi lớn ở miền nam Liban, nơi các vị trí của Hezbollah tiếp tục sụp đổ trước hỏa lực không ngừng của quân đội Israel. Do khả năng chiến đấu của nhóm đang suy yếu, cơ hội nắm giữ biên giới phía nam Băng đang giảm nhanh chóng. Israel lần đầu lên tiếng về vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc ở Libanon. Tổng thống Israel vừa lên tiếng phủ nhận việc nước này có liên quan đến các vụ nổ thiết bị liên lạc hàng loạt ở Libanon trong hai ngày 17 và 18 tháng 9 vừa qua. Tổng thống Israel Isaac Herzog trả lời phỏng vấn Sky News vào ngày 22 tháng 9 về cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon. Tôi thẳng thừng bác bỏ mọi cáo buộc Israel có liên quan đến hoạt động này. Khi được hỏi liệu Israel có phủ nhận hoàn toàn sự liên quan hay đổ lỗi cho bất kỳ bên nào khác về các cuộc tấn công hay không, ông Herzog nói: Tôi không ám chỉ bất cứ điều gì ngoại trừ việc khẳng định có rất nhiều kẻ thù của Hezbollah ở ngoài kia. Hezbollah đã bóp nghẹt Lebanon, tàn phá Lebanon hết lần này đến lần khác. Chúng tôi ở đây chỉ để tự vệ. Đó là tất cả những gì chúng tôi làm. Đầu tuần trước, hàng nghìn máy nhắn tin bộ đàm ở Lebanon bất ngờ phát nổ, khiến khoảng 40 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương, trong đó các thành viên của Hezbollah. Đây là thiết bị liên lạc được Hezbollah nhập khẩu hồi đầu năm. Theo kết quả điều tra sơ bộ của giới chức Lebanon, những thiết bị này đã bị gài thuốc nổ trước khi được đưa vào Lebanon. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công chưa từng có tiền lệ này và cho rằng động thái của Israel đã vượt qua làn danh đỏ. Ủy viên nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Tuck gọi vụ tấn công là hành động gây sốc, kéo teo nỗi sợ hãi. Ủy viên Chuck nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu đồng thời vào hàng nghìn người, dù là dân thường hay thành viên của các nhóm vũ trang, mà không biết ai đang sở hữu các thiết bị mục tiêu, vị trí và môi trường xung quanh họ, tại thời điểm tấn công là vi phạm nhân quyền quốc tế và trong phạm vi nào đó là luật nhân đạo quốc tế hiện hành. Tuy nhiên, suốt một tuần qua, Israel không phủ nhận hay xác nhận. Israel chỉ tuyên bố là cuộc xung đột với Hezbollah đã chuyển sang một giai đoạn mới và quân đội nước này sẽ tăng cường lực lượng cho khu vực và biên giới phía Bắc với mục tiêu ngăn chặn các mối đe dọa từ Hezbollah và đưa người dân trở về an toàn. Trong một diễn biến khác, theo đài truyền hình al phát biểu tại lễ tang chỉ huy cấp cao tử vong trong cuộc không kích của Israel vào tuần trước tại Beirut, Phó Thủ lĩnh Hebola Naim Qasem nhấn mạnh chúng ta đã bước vào giai đoạn mới mang tên là trận chiến tính sổ. Các mối đe dọa sẽ không ngăn được chúng ta. Chúng ta hiện sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống quân sự. Trước đó cùng ngày, Hezbollah cho biết đã tấn công khu phức hợp công nghiệp quân sự Rafan của Israel như một hành động đáp trả cho loạt vụ nổ thiết bị điện tử gây thương vong lớn trong tuần này tại Lebanon. Theo hãng tin ABC News vào ngày 20 tháng 9, nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng Israel đã tham gia vào việc sản xuất máy nhắn tin gây phát nổ trên khắp Lebanon và nước này đã mất ít nhất là 15 năm để chuẩn bị. Ngày 19 tháng 9, trong một tuyên bố công khai, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo về một giai đoạn mới trong hoạt động chiến tranh của Israel tại khu vực, với trọng tâm chuyển sang mặt trận phía Bắc, khu vực biên giới với Lebanon là nơi đang diễn ra giao tranh khốc liệt với Hezbollah. Giới chức Mỹ lo ngại xung đột Israel-Hezbollah leo thang đáng kể trong những ngày tới và có nguy cơ biến thành một cuộc chiến toàn diện. Phát biểu tại lễ tang, ông Ibrahim Akwin, một thành viên cấp cao của Hezbollah mới thiệt mạng do cuộc không kích của Israel, Phó Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qasem vào ngày 22 tháng 9 lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Liban. Ông Qasem nói, Israel đã phạm phải tội ác chiến tranh khiến chúng tôi đau đớn và kết quả là một trận chiến không giới hạn đã bắt đầu. Ông Qasem đề cập đến một cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah nhằm vào Israel hôm 21 tháng 9 đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel. Những gì đã xảy ra đêm qua là một phần trong trận chiến không giới hạn. Ông qua xem cho biết thêm, chúng tôi thừa nhận các vị đã giáng đòn vào chúng tôi, chúng tôi cũng là con người nhưng khi chúng tôi đau đớn, các vị cũng sẽ phải đau đớn. Quan chức Hezbollah tuyên bố Israel không đạt được các mục tiêu và sự ủng hộ của Liban dành cho Gaza sẽ không thay đổi cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự ở đây. Những ngày gần đây, Israel liên tục tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Liban, ông Aqeel là một trong những chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng khi Israel tập kích vào ngoại ô thủ đô Liban vào sáng ngày 20 tháng 9. Một ngày sau đó, Israel tiếp tục nhắm vào hàng trăm mục tiêu liên quan đến Hezbollah tại Liban, phá hủy hơn 100 bệ phóng tên lửa của lực lượng này. Làn sóng tấn công diễn ra giữa lúc hỗn loạn bao trùm Liban do hàng loạt máy nhắn tin, bộ đàm bất ngờ phát nổ, khiến khoảng 40 người thiệt mạng, 3.500 người bị thương. Chính phủ Liban và Hezbollah nghi ngờ Israel đứng sau vụ tấn công chưa từng có này, song Tel Aviv đến nay không phủ nhận hay xác nhận thủ tướng israel benjamin netanyahu hôm qua cho biết trong vài ngày qua chúng ta đã tấn công hezbollah bằng một loạt đòn tấn công mà họ không thể tưởng tượng được nếu hezbollah chưa nhận được thông điệp tôi hứa cuối cùng họ sẽ nhận được người đứng đầu bộ tư lệnh phía bắc của quân đội israel ori godin cũng khẳng định họ đã gây tổn hại đáng kể cho hezbollah và israel sẽ tăng cường hơn nữa những cuộc tấn công như vậy ông ori godin nói chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển đổi những diễn biến gần đây làm dấy lên lo ngại xung đột israel hebola sẽ lan rộng hơn thành một cuộc chiến toàn khu vực. Politico dẫn nguồn thạo tin cho hay giới chức Mỹ lo ngại xung đột giữa Israel và Hebola sẽ leo thang đáng kể trong những ngày tới và có nguy cơ biến thành một cuộc chiến toàn diện. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kibai cho biết các quan chức Mỹ đang nỗ lực kêu gọi Israel giảm căng thẳng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc tấn công xuyên biên giới của Israel. Theo quan điểm của Nhà Trắng, leo thang quân sự sẽ không giúp chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đạt được mục tiêu khôi phục cuộc sống của người dân Israel giáp biên giới Liban. Ông cũng cho rằng lãnh đạo Hamas Yahya Sinwa sẽ là trở ngại lớn đối với bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin nào giữa Israel và Hamas ở giải Gaza. Mặc dù vậy, ông khẳng định Mỹ sẽ không từ bỏ nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Sáng 22 tháng 9, quân đội Israel tuyên bố tấn công các mục tiêu Hezbollah sau khi tổ chức Hồi giáo này phóng hơn 85 quả rocket vào Israel. Báo tham ở Israel dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang triển khai làn sóng tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban ngày 22 tháng 9. Quân đội Israel nói họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tấn công sau. Theo IDF, hệ thống phòng không của họ vẫn trong tình trạng báo động cao đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục và tăng cường không kích nhằm vào Hezbollah. Tuyên bố của IDF được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo Hezbollah phóng 85 rocket nhằm vào các khu dân cư của Israel. Reuters đưa tin quân đội Israel ngày 22 tháng 9 đã thực hiện cuộc ném bom dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ ở giải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khoảng 290 mục tiêu của Hezbollah, bao gồm nhiều bệ phóng rocket. Từ sáng sớm 22 tháng 9 theo giờ địa phương, các nhà chức trách Israel đã đóng cửa trường học, ban hành lệnh hạn chế tụ tập ở nhiều khu vực tại miền Bắc Israel và cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát. Các chiến binh Iraq được Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hướng về Israel vào sáng sớm 22 tháng 9. Từ tối 21 tháng 9, tiếng còi báo động vang lên suốt đêm khi nhiều tên lửa và rocket được bắn ra từ Hezbollah và Iraq nhắm vào Israel. Phía Hezbollah cũng tuyên bố không kích căn cứ không quân Ramat David và một nhà máy sản xuất vũ khí của Israel bằng hàng chục tên lửa nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Liban. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah bùng phát trong vòng chưa đầy hai ngày sau cuộc không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut, khiến 37 người thiệt mạng, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Hezbollah nói cuộc tấn công dữ dội hôm 20 tháng 9 của Israel đã giết chết 16 thành viên của họ, bao gồm thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Akin cùng một chỉ huy khác là ông Ahmed Wabi. Quân đội Israel tuyên bố họ đã tấn công vào một cuộc họp bí mật các thủ lĩnh trung đoàn biệt kích Radwan tinh nhuệ của Hezbollah và gần như phá hủy hoàn toàn hệ thống chỉ huy quân sự của nhóm này. Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn tuyên bố hôm 21 tháng 9 của Hezbollah cho biết Ngoài chỉ huy Ibrahim Akin, phó lãnh đạo lực lượng biệt kích Radwan của nhóm vũ trang Hồi giáo này đang bị Mỹ truy nã vì liên quan đến vụ đánh bom đại sứ quán ở thủ đô Liban năm 1983. Một chỉ huy cấp cao khác của lực lượng Radwan là Ahmed Wabi cũng bị hạ sát khi các tiêm kích Israel oanh tạc một tòa nhà ở ngoại ô phía nam Beirut hôm 20 tháng 9. Bộ Y tế Liban thống kê tổng cộng đã có 31 người, bao gồm cả ba trẻ em, thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ không kích nói trên. Lực lượng cứu hộ và các nhân viên y tế đã nỗ lực làm việc xuyên đêm để tìm cách cứu những nạn nhân còn sống sót và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Theo truyền thông Israel, một nguồn tin tình báo đáng tin cậy đã cung cấp thông tin cho quân đội Israel về cuộc họp được lên kế hoạch của các lãnh đạo cấp cao thuộc lực lượng Radwan dẫn đến vụ tấn công đẫm máu nói trên. Phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của các chỉ huy cấp cao Hezbollah đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải trả giá. Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 9 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau các vụ không kích của Israel vào thủ đô Liban, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó đã họp khẩn sau vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc cầm tay của Hezbollah ở Liban đầu tuần này, khiến ít nhất 37 người, bao gồm cả dân thường đã thiệt mạng và khoảng 3.000 người khác bị thương. Trưởng ban nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Tớp lên án các vụ tấn công như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Tel Aviv hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc, tuy nhiên Hezbollah và chính phủ Liban cáo buộc tình báo vào quân đội Israel đứng sau loạt tấn công này. Reuters vào ngày 20 tháng 9 dẫn một nguồn thạo tin cho biết pin của loạt bộ đàm phát nổ Liban gần đây được tầm một hợp chất dễ nổ có tên là Petner. Theo Reuters, dẫn nguồn thạo tin, việc vật liệu dễ nổ PN được tích hợp vào bộ pin khiến việc phát hiện trở nên cực kỳ khó khăn. Hàng trăm máy bộ đàm máy nhắn tin được nhóm Hebola ở Liban sử dụng đã phát nổ trong hai ngày liên tiếp, khiến 37 người thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương. Tính riêng vụ nổ bộ đàm vào hôm 18 tháng 9 đã khiến 20 người thiệt mạng và làm 450 người bị thương ở vùng ngoại ô Beirut và thung lũng Beka của Liban. Hình ảnh máy bộ đàm phát nổ cho thấy nhãn hiệu có dòng chữ Ecom và Made in Japan, tức là sản xuất tại Nhật Bản. Phía Ly cho biết máy bộ đàm được sử dụng trong vụ việc trên là máy ICV82 ngừng sản xuất của công ty Ecom Nhật Bản. Tuy nhiên, phía công ty Ecom khẳng định họ đã dừng sản xuất các mẫu bộ đàm ICV82 cách đây một thập niên và hầu hết các mẫu được lưu hành hiện nay trên thị trường đều là hàng giả. Giám đốc Ecom Yoshiki Enomoto nói với Reuters rằng có khả năng một thiết bị Ecom cũ đã được sửa đổi để chế tạo bom. Ông Enomoto nói với đài truyền hình Fuji TV của Nhật Bản rằng sẽ rất khó để nhét một thiết bị nổ vào ngăn chính của máy bộ đàm, đồng thời cho rằng nhiều khả năng chất nổ nằm trong bộ pin có thể tháo rời. Nguồn thạo tin từ Liban cho biết vụ nổ vẫn xảy ra, ngay cả khi bộ pin bị tách khỏi phần còn lại của thiết bị. Trước đó, Reuters dẫn nhiều nguồn thạo tin cho hay các máy nhắn tin đã được cấy khoảng 3 gram thuốc nổ nên rất khó để phát hiện. Trong một diễn biến khác, các điều tra viên Đài Loan vào ngày 20 tháng 9 cũng tiến hành thẩm vấn hai người từ các công ty ở hòn đảo này liên quan đến máy nhắn tin phát nổ do các thành viên Hebola ở Liban sử dụng. Theo AFP, các nhà điều tra Đài Loan cũng đã khám xét bốn địa điểm, bao gồm khu CZ ở thành phố Tân Bắc, nơi đặt trụ sở của Gold Apollo, và khu Nehu ở Đài Bắc, nơi có trụ sở của Apollo System. Trước đó, tờ New York Times trích dẫn các quan chức Mỹ đưa tin rằng Israel có thể đã cài chất nổ vào một lô hàng máy nhắn tin từ công ty Gold Apollo của Đài Loan.